Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh của Khanh Béo TV. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục ngày hôm nay thì chúng ta lại nói về câu chuyện của gia đình ca nương Đặng Tú Thanh, một người mà đã từng làm cho tất cả các quý vị khán giả một thời đã từng yêu mến, quý trọng. Con đã ra đi thanh thản, về với nơi cõi Phật được an lành. Hôm nay đây, chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến ca nương Đặng Tú Thanh và những người còn ở lại, những người còn thương nhớ, vẫn còn thương tiếc cháu vô cùng. Kính thưa các quý vị, biết rằng sinh ly tử biệt là lẽ thường tình của con người chúng ta trên trần thế này. Chỉ tiếc rằng sự ra đi của ca nương Đặng Tú Thanh quá xót xa, xúc động. Đáng tiếc cho cháu, ngày cháu ra đi về nơi ăn giấc nghỉ thì bố mẹ của cháu lại không có nhà để cùng thắp cho cháu một nén hương thơm ly biệt tình mẫu tử, tình phụ tử trước lúc con lâm chung. Ai cũng đều thương tiếc và nghẹn ngào lắm khi nhận biết tin ca nương Đặng Tú Thanh con không còn nữa. Những bài viết, những câu niệm Phật, hiện nay tất cả mọi người vẫn đang đều niệm Phật giúp cho con. Tất cả mọi người vẫn đang cố gắng chép kinh bằng tay để rồi muốn thắp cho con một tuần nhang cuối cùng của cuộc đời, để con ra đi về với Phật được an nhàn. Kính thưa tất cả các quý vị và các bạn, ai cũng vậy thôi, sống trên trần gian, sống được bao lâu không quan trọng, sống già hay còn trẻ không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sống như thế nào và chúng ta đối với tất cả mọi người chúng ta ra sao. Đó là những điều mà chúng ta cần biết khi chúng ta còn khỏe mạnh trên trần thế. Như ca nương Đặng Tú Thanh, con không mất lòng ai, con được tất cả mọi người yêu thương, quý mến và lúc nào cũng gặp cháu là vui vẻ, chan hòa. Đó là những gì mà ca nương Đặng Tú Thanh con đã để lại trên trần gian. Những thành tựu vừa qua con để lại thật sự khiến cho tất cả mọi người ai cũng cảm thấy xúc động, nghẹn ngào. Cách đây một vài ngày thì chị Thanh Huế, mẹ của ca nương Đặng Tú Thanh, chia sẻ những bài viết và không hẳn là không nhớ thương con. Chắc chắn trong lòng chị Thanh Huế chắc rất xót xa, xúc động vì một lý do nào đó mà không thể về với con được. Mong các quý vị và các quý Phật tử trong và ngoài nước, chúng ta hãy hoan hỷ và thành tâm cầu niệm Phật để giúp cho ca nương Đặng Tú Thanh con được ra đi mãi mãi, được về với Phật. Thưa toàn thể mọi người, cho đến ngày hôm nay thì những tâm tư tình cảm của anh Lộc, chị Huế vẫn tiếp tục đăng tải những thông tin thương nhớ con để cho tất cả mọi người ai nghe được cũng đều thấy thương Tú Thanh nhiều hơn. Kính thưa mọi người, anh Lộc tức là cha đẻ của ca nương Đặng Tú Thanh cũng có những dòng tâm sự, cũng có những nỗi buồn, xót xa, vô tận. Chắc hẳn anh sẽ xót xa lắm, thương con lắm, nhưng bất lực đồng tâm thì ở nơi xa không về với con được. Cũng có những dòng trạng thái chia sẻ khiến cho tất cả chúng ta ai cũng bàng hoàng, xúc động khi nói đến ca nương Đặng Tú Thanh. Giờ đây, anh Lộc cũng chia sẻ
những dòng trạng thái khi nói đến con gái của mình. Con gái yêu mến của bố mẹ. Vậy là ngày hôm nay đã trải qua từ ngày mùng 1 tháng 7. Hôm nay đã là ngày mùng 10 tháng 8. Kể từ ngày con ra đi thì đến hôm nay đã được hơn 30 ngày. Bố mẹ vẫn luôn luôn cầu niệm Phật cho con. Nhớ lại những kỷ niệm, những năm tháng mà bố mẹ cùng với các con vui vẻ bên nhau. Nhớ những tháng ngày cả nhà mình đi chơi vui vẻ bên nhau. Rồi những kỷ niệm đó làm sao mà bố quên được. Mỗi khi con đi học về, con lại ôm chầm lấy bố, và tình cảm bố con mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Rồi những lúc con học giỏi, được giấy khen, về cũng ôm chầm lấy bố để khoe những thành tích của mình trong những năm vừa qua. Và những lúc bố con mình đi chơi, đi ăn uống, tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Sau này bố mẹ có trở về thì bố mẹ chẳng nhìn thấy con đâu. Nấm mộ kia dường như đã xanh cỏ. Xót xa xúc động, nhưng bố nguyện sẽ để trong lòng, và thay vào đó bố sẽ cố gắng nhiều hơn để cho con được mỉm cười nơi chín suối, để mãi mãi con sẽ ra đi về với cửa Phật, để con có thể nhìn thấy bố mẹ, nhìn thấy những bước đường mà bố mẹ đang đi, để mong cho con hãy phù hộ cho bố mẹ, cho tất cả thế gian này luôn luôn được bình an. Con gái à, vậy là bố con mình đã mãi rời xa nhau, âm dương cách biệt. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến 49 ngày của con rồi đó. Con hãy thức tỉnh và hãy niệm Phật, hãy nghe kinh thật nhiều để cho con đi đúng đường, về đúng nơi. Bao nhiêu năm qua con đã cống hiến, đã biết bao nhiêu những thành tựu con đạt được ở trên trần gian này. Và đối với bố mẹ thì chắc chắn rằng luôn luôn tự hào về người con gái một thời đã về bên bố mẹ. Hãy an nghỉ con nhé. Hãy an nghỉ và hãy tu tập thật nhiều, để rồi sau này con sẽ được về bên Phật. Bố mẹ nguyện sẽ lúc nào cũng niệm Phật cho con, để con được vãng sanh về biển Cực Lạc, nơi dương trần. Đừng luyến tiếc điều gì con gái nhé. Hãy cứ thẳng đường mà đi, mà tu tập. Hãy về cõi vĩnh hằng được an bang mát mẻ. Kính thưa toàn thể mọi người, những lời chia sẻ xót xa xúc động để cho tất cả chúng ta cảm thấy thương cho ca nương Đặng Tú Thanh quá nhiều. Nhưng giờ đây cũng chỉ biết cầu niệm Phật cho con được ra đi yên nghỉ, mãi mãi ăn giấc ngàn thu. Lúc này đây tất cả mọi người hằng ngày vẫn luôn thương nhớ, hằng ngày vẫn luôn cầu niệm Phật và mãi mãi nhớ về con, một cô gái ngoan hiền đức độ, luôn luôn yêu thương tình cảm rất là nhiều. Và mong rằng tất cả mọi người hãy luôn yêu thương gia đình, bố mẹ, ông bà, yêu thương anh chị em, để cuộc sống của chúng ta được thêm phần hạnh phúc và an vui. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với Khanh Béo TV. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn được hạnh phúc, gia đình luôn được bình an, vô sự. Mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và hãy để lại những lượt bình luận để chúng ta có thể cầu niệm Phật để giúp cho cháu ca nương Đặng Tú Thanh được ra đi thanh thản, được về bên Phật,
được tiêu sinh tịnh độ, an giấc nghỉ ngàn thu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video, những clip tiếp theo.